Thưa quý vị, khởi động từ đầu năm 2019, Change Life thay đổi cuộc sống mùa thứ tư đã tuyển chọn được 10 nhân vật từ gần 1.000 hồ sơ gửi về chương trình. Tháng 9 này, 10 cô gái sẽ lên đường sang Hàn Quốc để đến với quá trình phẫu thuật và tập luyện. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi kết nối với ekip thực hiện chương trình để tìm hiểu những điểm mới của Change Life mùa thứ tư và dự đoán xem điều kỳ diệu gì sẽ đến với các cô gái sau 3 tháng từ Hàn Quốc trở về. Hy vọng là mình có tên trong số 10 hồ sơ được lựa chọn. Khát khao cơ hội được thay đổi bản thân, xúc động khi được các bác sĩ thăm khám tận tình, cùng những nụ cười hạnh phúc. Đó là những cung bậc cảm xúc của các bạn trẻ ngay tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam khi tham dự vòng sơ khảo Change Life thay đổi cuộc sống mùa 4. Em đã xem các anh chị trở về và thành công trong cuộc sống nên là em muốn tham gia chương trình để thay đổi ngoại hình để sau này bước ra ngoài em có thể tự tin giao tiếp với mọi người và không còn bị kỳ thị nữa. Mình với những cái khuyết điểm của mình, nếu mà có thể được lựa chọn để mà sang Hàn để mà thay đổi diện mạo ấy ạ, thì nếu mà được thay đổi ngoại hình thì em nghĩ em sẽ tìm một công việc gọi là phù hợp với mình hơn để có thể ra ngoài giao tiếp được nhiều hơn, đi được nhiều nơi hơn. Ngay từ đầu năm, gần 1.000 bộ hồ sơ đã được gửi tới chương trình và được những người thực hiện phối hợp cùng với các bác sĩ của Hàn Quốc lựa chọn ra 10 nhân vật phù hợp với tiêu chí của Change Life thay đổi cuộc sống năm nay. Những người mà chúng tôi lựa chọn là những người tôi đánh giá có khả năng thành công cao và họ sẽ có một diện mạo mới, đẹp hơn, tốt hơn. Họ sẽ tự tin hơn trong cuộc sống sau này. Tiêu chí của chúng tôi đó chính là cố gắng làm sao chọn được cả những bạn nam và những bạn nữ. Thế nhưng mà rất tiếc là số lượng của những bạn nam gửi hồ sơ tới cho chương trình tham gia vòng sơ tuyển thì không được nhiều. Chính vì vậy cho nên là các bác sĩ Hàn Quốc cũng rất là khó để có thể lựa chọn ra được những bạn nam phù hợp. Và cuối cùng, sau một ngày ghi hình sơ tuyển thì các bác sĩ cũng đã chọn ra được 10 bạn nữ để sắp tới sẽ sang Hàn Quốc và tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Năm nay thì cả 10 bạn nhân vật được các bác sĩ Hàn Quốc lựa chọn thì cái mức độ dị tật của các bạn ấy thì nặng hơn những mùa trước. Một điểm đáng chú ý của Change Life thay đổi cuộc sống mùa thứ tư đó là cả 10 nhân vật được lựa chọn đều là những người có trình độ học vấn, có quyết tâm thay đổi ngoại hình, cùng mong muốn tự tin hơn trong cuộc sống. Nhiều trường hợp được dự đoán về việc điều trị rất khó khăn, song các bác sĩ vẫn quyết định lựa chọn. Điều này thể hiện rõ tính nhân văn của chương trình. Năm nay chúng tôi tập trung vào hai dị tật, đó là dị tật ở da và hở hàm ếch. Sau thăm khám và chọn được ra 10 thí sinh, tôi mong họ sẽ có tinh thần lạc quan, chuẩn bị sức khỏe để cuộc phẫu thuật sắp tới được thành công. Tôi nghĩ rằng chương trình sẽ mang đến không chỉ cho các bạn trẻ mà cả người thân, bạn bè họ niềm hạnh phúc. Bởi vì khi họ thay đổi thì cuộc sống của họ cũng thay đổi tốt đẹp hơn. Sau 4 mùa, Change Life thay đổi cuộc sống đã giúp 50 bạn trẻ được phẫu thuật thành công cùng những thay đổi đáng kể về ngoại hình và 10 bạn trẻ đang chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc thực hiện phẫu thuật. Đó là kết quả ghi nhận nỗ lực cùng những mong muốn của ekip thực hiện chương trình. Các bác sĩ không chỉ chú trọng tới việc làm đẹp, tới việc thẩm mỹ mà họ còn quan tâm nhiều hơn tới cái việc làm sao giúp cho các bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình từ những bạn có hoàn cảnh rất là khó khăn với những dị tật rất là nặng. Làm thế nào để sau 3 tháng khi mà các bạn quay trở về Việt Nam thì chắc chắn là các khán giả sẽ được chứng kiến một cái sự thay đổi ngoạn mục về diện mạo của các bạn. Chương trình mong muốn mang tới cho các bạn đó chính là việc mà thay đổi được gương mặt của mình. Và từ cái việc thay đổi gương mặt đó thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội khác trong cuộc sống cũng như là công việc của mình. 10 nhân vật của Change Life mùa thứ tư sẽ có những thay đổi như thế nào? Họ sẽ chia sẻ những ước mơ gì khi có được ngoại hình phù hợp? Hãy đón xem chương trình khi họ phẫu thuật thành công và trở về từ